Chào cô ba, trở lại chương trình Question and Answer. Chào bạn. Hôm nay là những câu hỏi sẽ rất là cảm xúc vì chúng ta sắp đến ngày Vu Lan. Dạ cô ơi, sẵn sàng chưa? Vào mùa Vu Lan, cảm xúc của cô như thế nào khi nhớ về người mẹ của mình? Đâu phải chỉ có mùa Vu Lan đâu. Tức là suốt năm lúc nào cũng nhớ. Nhưng mà riêng ngày Vu Lan thì lại vui. Là tại vì được nghe người khác hát về mẹ, rồi được nghe đạo Phật của mình hát về mẹ. Thế là nói chung là một cái mùa đầy cảm xúc của mỗi năm. Tức là không chỉ một mình nhớ mẹ, mà mọi người, có thể nói mọi người đều nhớ mẹ. Và đều lấy cái tháng đó coi như là để đền ơn, để báo hiếu, để làm một cái điều gì đó thật tốt trong cuộc sống này, để mà dâng hiến cho mẹ. Câu hỏi tiếp theo, cô có thể kể lại khoảnh khắc cuối cùng của cô được đối diện với người mẹ da bằng thịt của mình được không ạ? Có những việc mình tưởng đâu là với thời gian mình có thể nguôi ngoai, nhưng mà tôi có thể nói rằng những ai mất mẹ, mất cha, mất người thân thì sẽ cảm nhận được một điều là ngày tháng càng dài á thì nỗi nhớ càng sâu. Thậm chí là mới bước vài năm mình chưa có một cái gì rõ rệt, mình nhớ thương nhiều, mình khóc nhiều, nhưng mà đến những năm tháng dài tiếp theo đó mình không có khóc nữa, cái giọt nước mắt nó không trào ra mà nó chảy ngược vào trong trái tim của mình á, nó chảy ngược vào trong lòng của mình á. Cho nên bỗng nhiên mình nhớ từng cái chi tiết một, nhớ không sót, nhớ không sai bất cứ một cái gì hết. Kể cả những cái việc mà mình muốn làm tốt nhất trong cuộc sống này thì điều đó bắt nguồn từ cái sự thương cảm người mẹ của mình, từ cái biết ơn người mẹ của mình, người thân của mình đã mất đi, mà mình muốn làm cái điều gì đó để đền bù, để báo đáp. Mình tạo một cái phước duyên nào đó, mình tạo một cái điều gì đó đặc biệt để mình kính dâng lên cái người mẹ của mình hoặc là người cha của mình. Mình biết rằng chết không phải là hết. Ở đâu đó linh hồn của người thân mình vẫn phù hộ cho mình, vẫn cùng với mình đi trên những cái đoạn đường gian nan nhất. Mà như vậy thì thấy rõ hết cái suy nghĩ trong trái tim của mình, trong cái đầu của mình, và nhận rõ hết những cái gì mà mình muốn đền đáp cái công ơn đó. Chính nhờ như vậy cho nên bản thân mỗi người mình, khi mình không còn cha, khi mình mất mẹ, thì mình sẽ nghĩ rằng mình sẽ sống thật tốt, để chung quanh mình người ta nhận rằng có một cái con người mà cha mẹ sinh ra đã như thế nào đó, cho nên cái con người đó mới có thể sống tốt, mới có thể giúp ích cho những người chung quanh mình để trả cái hiếu lớn đó. Tôi nghĩ rằng hiếu với cha mẹ và nợ cha mẹ, người thân của mình, có nghĩa là mình nhận một cái viện trợ không hoàn lại. Bây giờ nếu như mà mình làm đứt tay hay là mình làm một cái gì đó thì ba mẹ mình đau lòng biết bao nhiêu. Cái thân thể mình có bất cứ một cái gì đó mà nó không có còn hoàn hảo thì ngay cái điều đó, đó là mình đã bất hiếu rồi. Cho nên cũng từ cái sự mất mát đó mà mình nghĩ cách giữ cái thân mình cho tốt hơn. Thân thể pháp phu thọ chi phù mẫu. Và cái sự mất mát đó đã giúp cho mình lớn hơn, để giúp cho mình tốt hơn. Ví dụ như là những cái chi tiết mà tôi nhớ rất là rõ. Buổi chiều đó gần tới 7 giờ mẹ nấu cơm nấu nước xong hết rồi, mà mẹ nói để mẹ đi thăm một người bạn rồi về ba mẹ con ăn. Tôi với chị hai với mẹ ngày đó ở trong một cái nhà rất là nhỏ mà muỗi nhiều lắm, cho nên là 6 giờ chiều rồi nha, mẹ dân mùi.
sẵn, sợ chị em tôi bị muỗi cắn. Cái tôi nói với mẹ, thôi đi, mẹ mới nhà ăn rồi mẹ đi trước mẹ không ăn. Thôi con nghỉ chơi mẹ cũng giận mẹ luôn á. Thì rồi mẹ đi và hai chị em chung vô mùng. Và tôi ngủ quên hồi nào không biết. Thì một cái đứa bạn trai ở hàng xóm khích kế bên, nó đập cửa rầm rầm rầm. Thế ơi Thiếp, dậy đi, máy bị xe đụng rồi. Tức là thần hồn nát thần tính, tôi chung ra một cái, tôi tán theo tôi bạn mình một cái. Cái nó nói sao mày quýnh tao. Tôi nói mày nói bậy. Sao mày nói má tao bị gì? Không phải má mày bị thiệt rồi. Má tao biểu tao về này dẫn mày với chị hai mày đi nè. Giờ đi ra bệnh viện đi. Tôi nghĩ rằng cho tới ngày mình chết mình cũng sẽ không thể nào quên được cái hình ảnh đó. Và tôi vẫn sám hối với người bạn. Lúc đó lớn hơn mình 4 tuổi. Và cho đến bây giờ tôi nhớ rất rõ từng chi tiết một. Thôi thì đừng có nói chuyện buồn nữa đi nhé. Ừ, thôi hỏi chuyện khác đi. Hàng năm mùa Vu Lan cô luôn tất bật với lịch biểu diễn. Năm nay là dính vào Covid-19, lịch trình của cô có bị ảnh hưởng nhiều không ạ? Mấy nơi cũng quỷ buổi diễn, nhưng mà cũng có nơi là tổ chức livestream, rồi mình cũng được hát. Nói chung là sao cũng được á. Như thế nào tôi cũng thấy là mình cũng có thể sắp xếp được. Mình biết ơn hết mọi thứ. Thưa cô, rất nhiều khán giả muốn được cô hướng dẫn để gửi một lời yêu thương đến đấng sinh thành của mình nhân ngày Vu Lan. Hãy giữ thân mình cho thật là tốt. Hãy sống như thế nào mà mọi người nghĩ tới mình, thì người ta tin rằng ba mẹ mình đã sống thật tốt cho nên mới sinh được ra mình. Biết ơn cuộc sống, bởi vì chúng ta mỗi ngày chúng ta thở cái hơi thở sạch và chúng ta nhả cái khí carbonic không sạch, và cái thế giới này vẫn dung tưới cho mình, cái thiên nhiên này chuyển đổi khí để cho mình vẫn có khí sạch để thở hoài. Hãy làm như thế đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống dễ thương lắm. Mà kiếp người cho dù thật ngắn ngủi nhưng mà nó rất là thiêng liêng. Chính vì sự ngắn ngủi và thiêng liêng đó cho nên chúng mình giúp nhau để mỗi ngày chúng mình sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Dạ rồi, câu hỏi cuối cùng, xin cô hát ru hay hò một câu nói về tình mẹ tuyệt vời được không ạ? Cha mẹ an tâm về mình. Biết đàn kiếm năm 16.
vui.